Kính thưa quý vị, vào tháng 7 vừa qua, hai thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đó là Tom Curran của Arkansas và David Perdue của Georgia. Với mục tiêu được đề nghị của hai thượng nghị sĩ này đó là dự luật để hạn chế số lượng thẻ xanh được cấp hàng năm từ con số là 140.000 người xuống chỉ còn 50.000 người. Thì nay dự luật mới của Tổng thống Donald Trump có tên là RACE phần nào cũng phản ánh được cái kết quả đề nghị của hai thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa trong tháng 7 vừa qua đề nghị đã có kết quả. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật mới có tên là RACE, tạm dịch là nâng lương, với mục tiêu yêu cầu những nhân công được cấp visa đến Hoa Kỳ làm việc phải ghi rõ mức lương tối thiểu của họ với công ty mướn họ ở Hoa Kỳ bằng 1,5 mức lương trung bình của công việc tương tự. Mục tiêu của dự luật này để hạn chế số lượng thẻ xanh được cấp hàng năm từ con số là 140.000 xuống chỉ còn 50.000. Những người nhận thẻ xanh theo diện này phải đáp đủ điều kiện thông thạo tiếng Anh, tài chính vững chắc, không được xin trợ cấp của chế độ khi đến Hoa Kỳ, chỉ được bảo lãnh vợ và con đến Mỹ sau khi làm việc, không được bảo lãnh bất cứ thân nhân nào khác. Dự luật này nằm trong chính sách của Tổng thống Donald Trump là giảm số lượng người di dân đến Hoa Kỳ xuống chỉ còn 50% trong thời gian 10 năm tới. Tổng thống Donald Trump nói rằng, chúng tôi muốn dành những công việc lao động chân tay cho công dân Hoa Kỳ. Chúng tôi chào đón những nhân công từ nước ngoài đến làm việc tại Hoa Kỳ một cách công bằng với mục đích là đóng góp cho xã hội trước khi trở thành công dân Hoa Kỳ. Dự luật này không có gì mới lạ. Canada và Úc đã sử dụng luật này hơn 20 năm qua. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức thì số lượng người thi đậu quốc tịch Hoa Kỳ cũng giảm bớt đi nhiều. Có thể điều kiện đậu quốc tịch cũng khó khăn hơn trước đây. Ngày 2 tháng 5 năm 2017, hơn 14 triệu người trên khắp thế giới hồi hộp mở máy điện toán hay điện thoại thông minh của họ để làm một thông tin lạ lùng và cũng không nhiều người biết tới về hệ thống di trú của Hoa Kỳ. Khi kim đồng hồ chỉ đúng giữa trưa giờ Washington DC, họ sẽ vào được một trang web của Bộ Ngoại giao rồi đánh tên, năm sinh và 16 số nhận diện của mình. Sau đó họ sẽ bấm nút Submit để biết rằng họ có trúng trong cuộc xổ số mà nhiều người khắp thế giới ước muốn hay là không. Đó là cái cuộc xổ số thẻ xanh. Nghe có vẻ hơi lạ, bởi lẽ mỗi năm chương trình xổ số gọi là Diversity Visa Lottery sẽ chọn theo ngẫu nhiên random 55.000 người ngoại quốc muốn đến sống ở Hoa Kỳ. Chưa đầy 1% những người nộp đơn tham dự xổ số để trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ mà không có bất cứ điều kiện về kinh tế. Năm nay, cuộc xổ số thẻ xanh này diễn ra trong lúc có cuộc tranh luận gay gắt về chính sách di trú và Tổng thống Donald Trump cũng chưa thấy nói gì về việc có tiếp tục duy trì hay không. Tuy nhiên, cuộc xổ số có vẻ đi ngược lại điều mà Tổng thống Donald Trump đòi hỏi, đó là một chính sách di trú dựa trên giá trị của người nộp đơn xin vào Hoa Kỳ. Cuộc xổ số này hoàn toàn miễn phí, người nộp đơn chẳng cần có gia đình thân nhân hay việc làm ở Mỹ. Họ chỉ cần là người trưởng thành, có bằng trung học hay 2 năm kinh nghiệm làm việc. Người trúng số có thể mang theo vợ hoặc chồng của mình và con cái đi cùng sang Mỹ để định cư. Tuy nhiên, dân của các quốc gia trong 5 năm qua đã có hơn 50.000 người sang Mỹ như Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nigeria và Mexico hiện không được tham dự. Đến nay, hai khu vực có người tham dự xổ số nhiều nhất là Phi Châu và Đông Âu, mỗi nơi chiếm khoảng 10% số đơn nộp mỗi năm. Kính thưa quý vị, như vậy người Việt Nam có được tham dự cuộc xổ số này hay không? Đạo luật nhập cư năm 1990 của Hoa Kỳ đã lập chương trình xổ số Visa, Diversity Visa, viết tắt là DV. Chương trình này nhằm mục đích là đa dạng hóa dân nhập cư vào Hoa Kỳ bằng cách chọn ngẫu nhiên công dân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư vào Hoa Kỳ thấp trong vòng 5 năm trước đó. Trung bình mỗi năm có khoảng 55.000 visa được cấp cho chương trình này. Công dân những nước có dưới 50.000 người dân nhập cư vào Mỹ trong vòng 5 năm sẽ được tham gia chương trình. Mỗi năm Mỹ sẽ xem xét và có những sự thay đổi đối với các quốc gia được tham gia vào chương trình tùy theo lượng nhập cư vào Mỹ của quốc gia đó. Ví dụ như vào năm 2013, các nước sang không đủ điều kiện tham gia chương trình, đó là những nước như Bangladesh, Brazil, Canada, Trung Quốc, Colombia, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, Ấn Độ, Haiti, Jamaica, Mexico, Pakistan, Peru, Philippines, Hàn Quốc,
Vương quốc Anh, ngoại trừ Bắc Ireland và vùng lãnh thổ phụ thuộc của nó, và trong đó có cả Việt Nam chúng ta. Đương đơn được chọn một cách ngẫu nhiên và sẽ được cung cấp thông tin hướng dẫn bước tiếp theo trong quy trình. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức hoặc công ty tư nhân nào làm công việc thông báo cho các đương đơn tham gia chương trình DV là họ đã trúng hoặc họ cần làm gì để xin visa định cư. Nếu là công dân Việt Nam và nhận được thư điện tử và các ấn phẩm quảng cáo thông báo rằng bạn được chọn tham gia chương trình này thì đó là một thông tin đáng ngờ. Chúng ta nên kiểm tra lại. Bởi lẽ tất cả các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không bao giờ yêu cầu những người đăng ký tham gia DV gửi tiền. Nếu bạn nhận được yêu cầu như vậy thì đó là một thông tin giả mạo. Đoàn tụ gia đình hoàn thành giấc mơ Mỹ được dự đoán là sẽ trở nên khó khăn hơn với rất nhiều nếu dự luật di dân di trú mới của Hoa Kỳ được thông qua. Từ những tranh luận về vấn đề xây bức tường dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico để hạn chế tình trạng nhập cư trái phép, hai thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa Tom Cotton của Arkansas và David Perdue của Georgia đã kiến nghị thêm một dự luật mới về nhập cư hợp pháp. Ông Cotton và ông Perdue cho rằng số lượng người nhập cư hợp pháp, lao động tay nghề thấp hiện nay đang quá tải, và họ là lý do khiến mức lương của lao động Mỹ tầm trung học trở xuống bị giảm đi. Và dự luật này đưa ra nhiều giải pháp hạn chế nhập cư hợp pháp để tạo thêm cơ hội cải thiện đời sống cho người Mỹ. Như vậy có gì mới trong luật di dân di trú được Đảng Cộng Hòa đề nghị? Theo dự luật mới, số lượng visa tị nạn sẽ được cắt giảm xuống chỉ còn 50.000 hồ sơ mỗi năm. Visa theo diện bảo lãnh đoàn tụ sẽ giảm từ 1 triệu còn 500.000 người mỗi năm, và con số này sẽ giảm 50% mỗi năm trong vòng 10 năm tới. Bên cạnh đó, luật mới sẽ cho phép công dân bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi và chưa lập gia đình, anh chị em hoặc bố mẹ không còn nằm trong diện bảo lãnh như luật di dân di trú hiện thời. Bộ luật hiện tại cho phép là công dân bảo lãnh bố mẹ, anh em, các con trên 21 tuổi có hoặc chưa có gia đình. Riêng trường hợp bố mẹ già yếu cần được chăm sóc sẽ được xem xét cấp thị thực tạm thời, cần gia hạn mỗi năm. Tuy nhiên, họ sẽ không được phép đi làm, không nhận được bảo hiểm, và người bảo lãnh cần chứng minh năng lực tài chính đủ để lo bảo hiểm y tế cho bố mẹ. Dự luật mới cũng hạn chế chương trình visa đa dạng, sổ số thẻ xanh. Chương trình đã cấp 50.000 visa cho các nước có tỷ lệ nhập cư vào Hoa Kỳ thấp. Các thượng nghị sĩ hy vọng là dự luật của mình sẽ nhận được sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa và một số thành viên Đảng Dân Chủ để nó được đưa lên Thượng viện Mỹ trong năm nay. Tuy dành nhiều ưu thế cho người Mỹ, nhưng dự luật này cũng gây ra không ít mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Vấn đề này đã được Phòng Thương mại Hoa Kỳ đề cập khi lên tiếng về những lợi ích kinh tế mà người nhập cư mang lại. Phó Chủ tịch cấp cao về vấn đề lao động nhập cư của Phòng Thương mại Mỹ đã lên tiếng. Phòng Thương mại từ lâu đã chủ trương cải cách hệ thống nhập cư để giúp cho nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, đây là một vấn đề hết sức phức tạp vì nó liên quan đến tất cả mọi thứ, từ các hoạt động của hệ thống nhập cư hợp pháp đến quá trình hợp pháp hóa các chương trình lao động tạm thời. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.